cho cả nhà nhá. Bây giờ mình quay trực tiếp cho cả nhà này. Đây là serum phục hồi. Đó, có thành phần tế bào gốc phục hồi rất là tốt những cái vết thương này, chị em thấy chưa? Những cái vết thương này. Đó, đây là con trai mình bị ngã nhá, bị ngã thì mọi người thấy những cái vết thương. Sau khi mà mình vệ sinh cồn đỏ xong thì mình đã bôi serum vàng 24K có thành phần tế bào gốc và để làm sao để giúp cho những cái vết thương này của bạn nhanh được liền hơn và nhanh được khô như cái này, và ngày mai thì mình lại chụp và quay video lại cho tất cả anh chị em xem đó, cái vết thương của con trai mình nó được liền như thế nào. Thì serum này giúp cho tất cả các vết thương cũng như là cái vết bỏng chảy xước hoặc là trẻ con mà bị trẻ con sơ sinh mà bị hăm nhá, thì chúng ta bôi nó cũng hết luôn, khỏi liền luôn sau 2 tiếng, xe luôn sau 2 tiếng đồng hồ nhé. Hoặc là da của chị em mà bị bào mòn, mỏng yếu, hoặc là tất cả các chị em nào mà chúng ta bị dị ứng, kích ứng mỹ phẩm nha, đều có thể sử dụng rất là tốt. Chị em nào mà chúng ta có cái làn da bào mòn, mỏng yếu thì hãy ebook cho em Lan nha.